Chúa ở cùng anh chị em. Vợ ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào thành Ca-phác-nôm thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: Lạy Chúa, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: Tôi sẽ đến chữa nó. Nhân viên đại đội trưởng thưa người rằng: Lạy thầy, tôi không đáng được thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin thầy chỉ phán một lời thì thằng nhỏ nhà tôi sẽ được lành bệnh. Vì chưng cũng như tôi chỉ là người dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ. Tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm. Nghe vậy Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Quả thật ta bảo các ngươi, ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng nhiều người từ phương Đông và phương Tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đoạn Chúa Giêsu nói với viên sĩ quan rằng: Ông cứ về, ông được như ông đã tin. Và ngay giờ ấy gia nhân ông đã được lành mạnh. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt liệt giường, Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà trỗi dậy tiếp đãi các ngài. Chiều đến, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám. Chúa dùng lời đuổi quỷ và chữa lành tất cả các bệnh nhân để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói rằng: Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta và đã mang lấy những nỗi khổ đau của chúng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, lời Chúa hôm nay của Thánh Matthew mà chúng ta mới vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật cho ba trường hợp khác nhau. Trường hợp thứ nhất đó là cho người đầy tớ của viên sĩ quan đại đội trưởng. Trường hợp thứ hai chữa lành cho nhạc mẫu của ông Phêrô. Và trường hợp thứ ba đó là cho nhiều người mang nhiều nỗi bệnh tật khác nhau. Thế nhưng trong những phút ngắn ngủi này, tôi xin được dừng lại ở trường hợp thứ nhất, đó là Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật cho người đầy tớ của viên sĩ quan đại đội trưởng Roma. Khi đọc bài phúc âm, chúng ta thấy Thánh Matthew rất cẩn thận ghi lại thái độ và những lời đối đáp của viên sĩ quan này với Chúa Giêsu. Ngài viết: Khi Chúa Giêsu đến thành Ca-phác-nôm thì có một viên sĩ quan đến van xin Ngài chữa cho người đầy tớ bị bại liệt đau khổ lắm. Rồi Chúa Giêsu đáp lại: Chính tôi đến chữa cho nó. Thì viên sĩ quan thưa rằng: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được lành bệnh. Qua thái độ và mấy lời đối đáp của viên sĩ quan với Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra nơi viên sĩ quan này toát ra những đức tính thật là quý báu.
Thứ nhất, đó là sự khiêm tốn. Ông khiêm tốn để van xin Chúa Giêsu, và ông nói rằng: tôi chẳng đáng Ngài vào dưới mái nhà tôi. Dù là một người có quyền cao chức trọng, đối với là một người dân là Chúa Giêsu, thế mà ông lại nói tôi không đáng để Ngài vào dưới mái nhà. Thật sự là một sự khiêm tốn. Thế rồi chúng ta lại thấy nơi ông còn có một cái lòng tin hay là đức tin thật mạnh mẽ. Ông nói: xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh. Như vậy ông đã tin nơi quyền năng của Chúa Giêsu. Cho dù đầy tớ của ông có ở một cái nơi nào xa xăm, thì chỉ cần quyền năng của Chúa nói một lời mà thôi, thì người đầy tớ của ông cũng được lành mạnh. Rồi chúng ta còn thấy điều gì nữa? Thấy nơi ông còn toát ra một lòng nhân ái sâu sắc, được thể hiện nơi sự quan tâm yêu mến người đầy tớ của mình. Ông nói nó bị bại liệt, đau khổ lắm. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta cũng nên biết về chức vụ của viên sĩ quan Roma này. Xét về thế giá và địa vị, thì ông có quyền để đại diện cho đế quốc Roma để cai trị một vùng lãnh thổ của đất nước Do Thái. Cho nên Thánh Matthew nói ông có lính tráng và có nhiều người hầu hạ. Còn xét về chính quyền, xét về chính trị, thì ông có quyền để bắt hay là trục xuất hay ngăn cản Chúa Giêsu không cho truyền đạo. Thế nhưng nơi ông nhận ra nơi Chúa Giêsu không đơn thuần là một thầy thuốc như bao nhiêu thầy thuốc lúc bấy giờ, hay là những thầy dạy giống như là những kinh sư hay là luật sĩ. Nhưng mà ông nhận ra nơi Chúa Giêsu là một vị tiên tri, hay là một người của Thiên Chúa cách nào đó. Cho nên đứng trước mặt Chúa Giêsu, ông cảm thấy mình bất xứng. Ông nhận ra những chức vụ địa vị của con người nơi trần gian đều dưới quyền của Thiên Chúa. Chức vụ và quyền hạn của ông có đó, nhưng là để phục vụ cho người thuộc cấp của mình. Mà cụ thể ở đây, đó chính là người đầy tớ của ông. Ông cảm nhận được sự đau đớn, đau khổ mà người đầy tớ của ông đang mang chịu. Thế nhưng ông bất lực. Ông tin còn có một quyền năng ở trên cao hơn ông. Cho nên ông không ngần ngại khiêm tốn để van xin Chúa Giêsu: thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được lành mạnh. Rồi ông còn một cách đơn sơ để so sánh theo kiểu nhà binh của ông: vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, tôi bảo người khác đến là nó đến, hay tôi bảo đầy tớ làm cái này là nó làm. Cho nên đối với ông, quyền năng của Chúa Giêsu không cần phải đến nhà ông, cũng không cần phải khám chữa bệnh, không cần thuốc men. Chỉ cần quyền năng của Chúa được thốt ra bởi lời của Chúa, thì người đầy tớ của ông cũng được chữa lành. Thưa quý ông bà, cô bác và anh chị em, qua vài nét đơn sơ mà tôi gợi lên như thế, cho chúng ta thấy một hình ảnh của viên sĩ quan thật đáng cho chúng ta noi theo.
Dù ông không theo một tôn giáo nào, nhưng ông đã nhận ra được một chân giá trị hay là chỗ đứng của ông trong cuộc sống trần gian. Nơi trời cao, ông luôn khiêm tốn, cậy trông và tin tưởng. Và nơi đồng loại thì ông yêu thương và không ngần ngại xả thân giúp đỡ. Còn với chúng ta ngày hôm nay, thưa ông bà, anh chị em, cũng cần lắm một đức tin, tin vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa để cứu chữa mỗi người chúng ta, và để cứu rỗi, cứu chữa những anh chị em xung quanh của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện và hãy noi theo viên sĩ quan này, để trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, dù đương đầu với bao nhiêu những khổ đau của cuộc sống, những gian nan thử thách và ngay cả những bệnh tật, chúng ta hãy chạy đến với Chúa để mình được Chúa ban ơn trợ giúp. Và nhất là hãy tin tưởng, phó thác để cầu xin Chúa ban ơn chữa lành phần hồn và phần xác mọi người chúng ta. Amen.